Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên. Theo bác, các tổ chức và cá nhân cần đặc biệt chú trọng đến việc tự rèn, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh, tự vượt lên chính mình. Người từng nói tự mình không đánh thắng được khuyết điểm của mình mà muốn đánh thắng kẻ địch, tự mình không cải tạo được mình mà muốn cải tạo xã hội thì thật là vô lý. Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Học bác, những đảng viên ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tự soi, tự sửa là để luôn chân thành, khiêm tốn, thật thà, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đây là một trong những buổi sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa của chi bộ thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện cái nghị quyết của chi bộ và của đảng ủy cấp trên là về phát triển là vườn mẫu và phát triển kinh tế. Thì bản thân tôi cũng đã làm, nhưng mà về vườn mẫu á thì cũng không đủ điều kiện. Trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì tôi nhận thấy công tác chỉ đạo điều hành có phần hạn chế và chưa được sâu sát, chưa được đi nơi đến chốn, có những cái nhiệm vụ là thực hiện còn lơ là, chủ quan. Là một trong hai đảng viên thẳng thắn đứng lên tự nhận khuyết điểm, ông Xuân nhận về nhiều ý kiến đóng góp chân thành của các đảng viên trong chi bộ. Kết thúc buổi sinh hoạt, các ông đã bắt tay vào giúp đỡ lẫn nhau, cùng tự sửa để cùng tiến bộ. Tự soi tự sửa của người đảng viên đó, thì tôi đã đối chiếu với bản thân đó, còn nhiều cái yếu điểm đó là vấn đề khoa học kỹ thuật. Sau khi là học hỏi anh em có kinh nghiệm và đồng thời về đây được sự hướng dẫn của đồng chí thôn trưởng, cho nên bản thân cũng cố gắng chăm cái vườn này trở thành cái vườn mẫu của xã. Đồng thời là cùng nuôi ong, vừa làm kinh tế nhưng cũng mô hình cho chi bộ. Sau khi mà coi như là thực hiện cái chuyến đi đó thì bản thân là một người tự nhiên là trách nhiệm được đảng và nhân dân thì phải tập trung là đi sâu, đi sát gần dân để nghe cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, và đồng thời nhân dân chỉ rõ cho bản thân tự nhiên là những cái tồn tại để tức nhiên là tập trung lãnh đạo và chỉ đạo cho nhân dân thực hiện về cái mục tiêu kinh tế và đồng thời các cái lĩnh vực hóa đói giảm nghèo, tăng cái đời sống của nhân dân. Thôn Hòa Hợp có xuất phát điểm thấp, kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương. Do đó những buổi sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa gắn với học tập và làm theo gương bác như thế này đã làm thay đổi nhận thức và ý thức của từng đảng viên. Qua đó xây dựng thành công nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua cái đợt sinh hoạt này thì đã nâng cao được cái năng lực và sức chiến đấu của đảng. Thì trong thời gian vừa qua thì đối với chi bộ hợp đồng thu những cái nhiều kết quả nhất định, đặc biệt là cái trong cái phát triển là cái thiết chế văn hóa, rồi xây dựng thôn mới, rồi phát triển kinh tế đối với người dân. Từ năm 2019 trở về trước thì thu nhập bình quân đầu người của hòa hợp thì đạt khoảng là 32 triệu đồng trên người trên năm. Nhưng đến năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của thôn Hòa Hợp cũng đã nâng lên là 40 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn so với bình quân chung của xã. Hòa Hợp là có lẽ là cũng một trong những đơn vị top đầu của xã Kỳ Văn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa, và cái sự góp ý kiến của chi bộ đối với đảng viên đó không phải là một ý kiến mà có là nhiều ý kiến và phản biện cho được, và bản thân đồng chí đó nhận khuyết điểm một cách là vui vẻ nhất, hồ hởi nhất, phấn khởi nhất để khi đó mới sửa được. Học theo bác để tự soi tự sửa, từ đó những đảng viên ở chi bộ thôn Hòa Hợp đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, làm gương cho các chi bộ khác ở xã Kỳ Văn nói riêng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và cả nước cùng học tập noi theo.